hoang. Okay. Mày về đây gấp cho tao nha, hai ngày nữa mà mày không về là mày coi chừng tao á. Ê, rồi, dây chuyền Dượng. Ôi dồi ôi, mới mua hả Dượng? Ôi dồi ôi, Dượng mới mua hả? Dượng này nhiều cái trang sức độc lạ ấy nhỉ. Ủa, cái này, bạn này chắc phải 3kg không ơi. Ôi dồi ôi. Dượng đeo cái xích chó này người làm gì vậy Dượng? Cái này dây chuyền với chó gì không nhỉ? Đúng rồi. Ôi Dượng ngồi để con phỏng vấn Dượng vài câu coi. Dượng có một lão xiềng xích thế nào? Ông lão xiềng xích giam cầm vợ con 30 năm nay mà sống một đơn thủ một mình và nhậu món gì đây ông? Ông nhìn cái món này món gì? Bắp gỏi. Với cái món gì vậy? Cháo hả? Ôi. Ôi Dượng. Ủa, Dượng này có điện thoại nữa kìa. Sao ai chữ Dượng này? Thằng nào chửi Dượng ấy. Đâu Dượng cho em coi thằng nào ấy. Anh nhấp vô coi bà tạ coi. À, khán giả. Tức là như vậy bà con bác. Dượng khán giả coi như là gọi điện thoại cho Dượng, nhắn tin cho Dượng. Ôi trời ơi. Thằng này nó dám ấy Dượng đúng không? Thằng này. Ôi anh em đang anh em ra để cho Dượng trình bày coi. Dượng trình bày đi. Nó bơi đời mà nó cứ giá con gái nó. Dượng ghét à? Cô Dượng ghét hả? Dạ Dượng. Rồi liếm này liếm nọ. Rồi là tưởng gái thiệt mình cũng nói chuyện đàng hoàng. Đúng không? À, đâu bơi đời. Đâu nó để hình cái hình nào? Hình đại diện nó hình trai gái chưa? Đại diện hình gái. Đâu? Đưa anh coi. Đại diện bắt ở bên kia của đại diện đó là. Bể dễ đi ông nội đủ. Giờ đi kéo cá đi. Dính thôi. Mẹ nãy con thấy cái lưới quẩy mạnh lắm. Kéo đi. Chuẩn kéo đi vậy ông? Kéo đi. Mẹ thấy cái lưới nó quẩy mạnh vậy. Đây là con trai nuôi của Dượng nha cả nhà. À, đây là con trai nuôi của Dượng này. Kéo lên cá rồi em trai. Dễ lắm nữa. Có con nào đấy? Má nãy thấy cái mạnh lắm chạy mày ra được rồi. Bỏ xuống lại đi. Bởi sau lưng kìa. Giật cái sau lưng lên. Ui sao rồi nó mới nhiều. Không cần bước một cái bộ đi. Dựa cao nữa lên. Chuồn rồi. Dính ở đâu đầu này nè. Đầu lần đây nè. Để lần đây dở nè. Đó rồi. Giật cái bị sao nhỉ? Giật nhìn trẻ hết nhỉ? Nhìn trẻ hết đi cả nhà. Thôi. Xôn xao khu vực này nha cả nhà. Và đeo cây xích phải nói là đại gia ở tại Cà Mau. Ông này được biết là em trai ruột của Bảo Liên, gương mặt cực kỳ giống Bảo Liên nha cả nhà. Anh Hoài sao thấy ông ốm không mập gì vậy? Nuôi ăn cho cố xác vào nhưng mà nó chỉ nuôi cái ấy thôi đúng không? Nuôi cái khu của Dượng thôi đúng không? Khiếp rồi. Xây dựng ba tích mà ấy. Nuôi nhỏ cho nó lớn.
Dựa ăn cả cái trên của con đấy đúng không? Ăn cả lô đít ra cái bọc cao mà. Nhưng mà nó còn cái bọc mỡ. Cả nó ăn. Ăn luôn hả? Quất luôn. Quất cho béo không được. Rất là sao giờ à đúng không, thấy chưa, cá lắm rồi, tướng cá này mà không khác gì ông ngoại mua 70 như cả nhà, cá rất là ngon, trai rất là, gái rất là đẹp. Đây cuộc sống thân giả của ông, đây là khi là con trai của ông như cả nhà. Không cho mình lại gần cái ông chàng trai này, không biết là chàng trai này ra thế như sao, cực khủng như thế nào, không cho mình lại gần, mỗi lần tới là gần dây đánh kìa. Còn vậy trong ao có hút rồi còn kéo á, nó bù láo nó kẹp đéo kìa. Bỏ xuống đây thấy nặng đầu lắm rồi. Giờ có thấy nặng không? À, đó, vô đã dính rồi đó, bỏ chắc chắn là dính rồi đó. Ờ, phải theo. Dính rồi đó. Bay đủ bữa nè. Dường lấy cái sách này để miêu tả anh, giới thiệu cho bà con các bác xem thử đi. Này dây chuyền của Dường một cái gì sách đâu mà. Nặng nó ra. Nghe lặng kẽn bây giờ. Nhẹ cổ đúng không? Đưa mở cái mở đây. Này giống như sức thố cả nhà. Mua. Nặng lắm, này phải 30 cây, 30 cân. Nặng lắm này nha. Chả thấy không? Được đeo mà không thấy mệt ta. Bữa trước thấy còn dựng vòng vô tay nữa. Cười lắm cả nhà. Đeo chút đeo nó ra mồ hôi vậy. Nặng cổ đấy. Đó, nặng cổ rồi đúng không? Nữa còn bay đây nữa. Thế dựng bây giờ có điều ước gì không dựng? Giờ ước những người đàn bà nào giờ sống với mình thật lòng, thật dạ, sống đầu bạc răng long suốt cuộc đời. Chứ không mong muốn gì. Nhưng mà người đó, phụ nữ đó chỉ biết yêu thương và biết rửa chén này nọ, nhưng mà người ta không đáp ứng được cái vấn đề đó, Dượng có chịu không? Không đáp ứng được. Tập hả? Thi tập hả? Chủ yếu Dượng mong muốn là có người đàn bà để về năng khăn sửa túi ha, khăn sửa túi cho Dượng. Như thằng nào nhắn tin với Dượng đó? Bây đây nó nói gì vậy? Đọc nghe nó nói chồng đâu rồi, sao rồi bây giờ nó hỏi chồng đâu rồi, chồng cho vợ đi với chồng dưới. Hay nó nhìn thấy cái cù lẳng của Dượng ở trên TV, nó khoái, nó mới nhắn cho Dượng. Dượng nằm nghỉ mệt đi. Nãy giờ con có quay cái thằng BD đó không? Đâu anh chị Dượng vô coi thử đi. Bấm hình nó bự to ra đúng không? Cây này hả? Ừ. Này chắc cũng cỡ 10 cây á. 10 cây hả? Sợ nặng lắm, ông sợ thử coi, nặng lắm. Nặng lắm. Thế rồi Dượng giàu thật mà. Hàng ngày Dượng cứ ăn sai đồ bổ đấy. Uống ba kích với lại ăn gỏi gà, cháo gà.
và uống thêm bia này là bia dựng blend nữa. Để lên đây cho mọi người biết là dựng uống cái rượu sung ấy. Cuộc sống từ khi mà con bé Thư Kỳ nó rời đi thì cha Dượng đã hàng ngày cứ cắm đầu vô say xỉn. Chỉ cần một cuộc gọi với gái lạ là cha Dượng sẽ đấy nghe máy đó cả nhà thấy không? Ai nhắn tin cho Dượng á Dượng? Thằng bê đê chó nữa. Dạ hả? Nó nói gì vậy Dượng? Được rồi, để Dượng coi. Trâm đang làm gì vậy? À. Dượng đọc cho lên cho mọi người biết đi. Bê đê chó. Không có nhắn tin nữa. Nha. Nó nhắn tin với Dượng nó tính làm gì Dượng này? Tính bù khu bèm khem Dượng hả? Căng rồi cả nhà ơi, quá căng rồi. Không thể ngờ mà cái Dượng cứ công bố số điện thoại lên này, bao nhiêu đứa BD nó gọi cả nhà, bao nhiêu đứa BD nó gọi, rất là tội nghiệp cho Dượng luôn. Nhưng mà Dượng hôm nay tụi con cúng cho Dượng cái gọi gà, Dượng có thích không? Cái này cũng được. Mai là mọi Dượng muốn ăn cái gì nữa? Mai Dượng thích ăn vịt đi. Vịt hả? Hôm nay gà nghe, mai vịt. Mai đầu vịt nữa không? Cũng được. Cũng được hả? Đầu vịt mà nấu chao ngon lắm á. Rồi mai Dượng muốn uống bia gì? Mai thì Dượng ghé chợ Dượng mua, tự mua phải không? Rồi đấy, Dượng mua Dượng thích muốn gì Dượng mua đó. Dượng hình xăm gì đây? Cá chép hóa rồng cả nhà ơi. Nhưng mà nó chưa kịp hóa rồng thì Dượng đã xả lai rồi. Mà Dượng đợi đó làm gì vậy Dượng? Cho mát. Sao Dượng cứ cười mỉm vậy Dượng? Hả Dượng? Dượng mắc cờ cái con BD này nè. Nó tao không thích nó mà nó cứ gọi nhắn tin hoài à. Nó cứ biều khiêu Dượng hả? Ừ. Chắc mấy bữa Dượng kéo quần lên nó thấy cái láp của Dượng to nó khoái thì nó cứ gọi với à. Hôm nay Dượng không đi bẫy rắn hả? Chúc Dượng vậy. Bê đê chó, đừng có gọi nữa nha, đừng nhắc tên nữa nha. Bê đê chó. Thôi Dượng đừng chửi người ta, tội nghiệp người ta Dượng ơi. Sao ghét bê đê mà cứ bê đê cứ... Dượng năm nay 60 mấy tuổi rồi nhưng mà sao Dượng cứ thích mặc đồ của trẻ con vậy Dượng? Vậy cho nó thành thanh niên lại. Hồi xưa Dượng dựng xăm cái hình gì đây? Cái này hả? Ừ. Này là cái tên. Tên gì? Tên người yêu cũ à? Tên của Dượng. Hả? Tên của Dượng mà Dượng cũng có cái ấy là như là trời hại mày. À trời hại mày hả? Trời hại mày là thằng nào mà ấy là ông trời ông hại. Ừ. Ồ có điện thoại, Dượng có điện thoại. Đẹp quá ha. Vợ sẽ nói ba chồng, chồng bỏ vợ, vợ nói gia đình chồng. Vừa đi câu cá hay chưa? Thôi giờ đi câu cá đi. Câu cá đi. Cô bây giờ cho các bác khán giả coi đi chứ bây giờ. Thôi đi, không biết cái mối ra ta. À rắn mối hả? À. Chứ bình thường không cái ấy có mối kìa, để Dượng đi bẫy. Cái đồ bẫy hả? Nè đồ bẫy nè. Mà có cái mối, có dế kìa. Thì ai gọi cho ông Minh đem, có ông chạy ra là ông Minh lấy luôn, đưa Dượng ra luôn. Ra ra bẫy cái mối gì lắm á, Dượng này cái mối gì lắm. Những cái mồi khác rồi mua đây nè, mồi gà đi, sắc ra. Không được. Dế nó nghe mồi nó chả cá được không? Thịt cá còn không được nữa. Run hả? Không được luôn. Vậy có con dế kìa, bỏ hai ba con vô là chút dính à. Mình cũng đi mua dế rồi. Gọi cho tổ ít nó có hai dế rồi. Đặt máy đi, ai đặt máy đi, chạy ra tổ lấy dế đi. Lấy dế phải mới. Tính sau đi, Dượng câu ở đây được rồi. Món gì?
Dưa không? Dưa không? Ơ, dựng làm gì đấy, dựng làm gì, ơ, dựng làm gì. Ôi, dựng làm gì không? Mặc đồ mắc cười hay vậy? Đang nhắc cho cái thằng nào đang chửi nhau. Dạ. À cô nè, mệt quá à. Nhắc bên ngoài à. Chị đeo sức này chắc nặng lắm. Nặng cổ lắm cả nhà ơi. Em đeo thử rồi nặng lắm. Dượng này nhiều khán giả kêu chê tóc bạc nhiều quá hay là Dượng. Thì mình Dượng đi nhuộm lại tóc bạc tóc xanh cả nhà. Bây đây mà cứ gì vậy. Chứ thực ra là bây giờ Dượng đã ngoài 65 rồi cả nhà. Lên đây nè. Chưa đi hát chưa Dượng ơi? Dượng ơi, cô bác khán giả có yêu cầu, có cô Lan yêu cầu đi hát Dượng 2 giờ sẽ ra sao kìa. Dượng Dượng làm tập 2 giờ đi Dượng. Kệ ăn bê đê đi. Tha cho nó đi. Cứ nhắn tin hoài bật mình. Tha cho nó không đi Dượng. Lên đây mày chết đi tao. Căng rồi, căng rồi, căng rồi. Căng rồi. Dượng cao 1m8 nha mọi người. Dượng cao 1m8. Nặng 32kg. Nguyên cái củ lẳng của Dượng là đã 3kg rồi. Dượng đeo cái xích nặng quá. Dượng chán quá. Đi không vững rồi. Đã mang cái lắp nặng. Đi đi, cái thang này. Quay hái dừa cho khán giả coi đi. Cái lắp nặng rồi. Dượng ở trên này có ấy nè, có mấy cái dừa nè Dượng. Tao có biết leo đâu mà. Nè bậc thang kìa, thang kìa. Bây giờ anh Thư Kỳ nó sáng giờ nó gọi cho Dượng chưa? Chưa, thôi giờ đi mình đi giăng cá đi. Giăng cá hả, đi. Dượng mặc quần kiểu gì mà Dượng cứ xanh ngược cái quần. Dượng à, con của bác Dượng tiếp tục đi qua hàng xóm để coi như là cua gái hàng xóm. Ở bên đây là có một cụ già, bà già năm nay đã ngoài 80 rồi, nhưng mà Dượng ngày nào cũng qua thăm, không biết là có phải yêu đương hay không, nhưng mà Dượng đang tò mò. Cả nhà xem nhé, xem cuối clip nhé. Giăng cá, giăng lên lưới nè Dượng. Cá. Ở đây là Dượng có nuôi rùa nha mọi người. Úi dồi, quá trời rùa to luôn kìa. Có chắc bắt được cá không? Đây là cơ ngơi của Dượng nha cả nhà. Ai muốn mua rùa thì liên hệ cho Dượng nhé. Bình luận. Mọi người để số điện thoại cho mọi người. Quá trời rùa nữa ha. Dượng có biết bắt cá không vậy? Hả Dượng? Dượng sạc lô. Bên gồng quá trời luôn kìa. Cả nhà sẽ chuẩn bị chứng kiến cái màn giăng lưới của Dượng nha mọi người. Siêu kinh điển. Nhưng mà Dượng xỉn như vậy, chân Dượng đi chân nọ đá chân siêu mà Dượng có bắt được không? Được. Dượng biết bơi không đấy? Cổ Dượng đeo cái xích to quá, con sợ nặng quá Dượng không lội xuống được cái Dượng ạ. Ừ. Ở đây sẽ còn trái dừa ta. Ừ. Bữa còn 3 trái sao giờ còn có trái vậy? Tí tôi sơi chứ. Thôi sơi nhà người ta không được đâu. Người ta đã rào là ráng mà sơi nữa. Mọi người, cô bác nán lại ít phút chờ đến cuối clip nha cả nhà. Lát nữa sẽ có cô U70 tới 8 Dượng. Dượng gãy nó lên đi. Dượng gãy mấy cái bèo lên đi Dượng.
Ôi ôi giời ơi mẹ. Rượu chơi thúi đấy. Giờ lắm. Quá rượu ơi. Thì giờ bão. Rượu hình như rượu xỉn đấy. Rượu điên mẹ luôn. Rượu nhẹ nhẹ vậy thôi. Rượu tính rượu hơi cả mất ngất rồi mọi người thông cảm rượu nhé. Rượu nó hay giỡn vậy đấy. Hiện tại là cái xích nó phải 5kg cả nhà. Dựng đều xích hiện mỏi cổ mà đó. Dựng mỏi cổ, dựng nặng đầu á. Mọi người thấy cái củ lắng của dựng chưa? Đấy mọi người thể zoom. Cô bác chị em thể zoom zoom lại cái củ lắng của dựng. Cái củ lắng của dựng kinh khủng rồi. Nó trễ xuống tận nơi kìa. Dựng ơi có khi nào dựng cắm cái đầu xuống dựng. Cắm cổ xuống đấy không? Dựng giống như đeo tã sao không? Đúng không? Đúng rồi, nhìn dựng giống như đeo tã trẻ con ấy. Ừ. Không ngờ dựng ngồi kìa. Nãy uống 3 kích mà biểu. Em không dám ấy lại gần cả nhà, em không lại zoom lại gần, mất công nó bị vàng cả nhà. Ai mà kêu dượng uống hết cái chai 3 kích làm gì. Con thưa kỳ đi, sao ông chịu ra, sao ông chịu được đây. Ông không cho em, tụi em lại gần cả nhà, em lại gần là ông cứ cầm gậy ông dí này. Dạ, tụi bay cứ quay ra ngoài ạ. Dạ 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 dạ. Dạ 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 dạ, tha tụi con Dượng ơi, tha tụi con Dượng ơi. Dượng cứ làm việc Dượng đi để... Làm việc bọn con quay chơi mà Dượng. Sao hôm nay Dượng nóng tính thế? Con quay Dượng con đi bẻ 5 cái điện thoại đó, Dượng thông cảm chứ. Dượng đừng có ấy con nữa. Hôm qua Dượng thấy con nhiệt tình, ông Dượng kêu con xách xe đi kiếm thư ghi cho Dượng là con chở Dượng đi luôn đó. Từ giờ là ông cấm anh em mình vào lại cái trò rồi mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bình luận đi. Để cho biết bộ mặt thật của ông Dượng này. Hằng này ông suốt ngày ông chơi là tàn, chơi cả mẹ ấy cả con không mà. Chưa làm gì hả Dượng? Đang Dượng nhiều câu hỏi, Dượng bao nhiêu ký, nặng bao nhiêu cân thì Dượng 32kg nha mọi người. Nặng cao 1m8, 32kg thì cả nhà biết. Nhìn Dượng có 32kg đúng không? Ừ, nguyên cái cổ lẳng của Dượng là đã 2kg rồi. Cú lằng của Dượng phải 7kg. Những lúc mà Dượng ngồi thì cả nhà cứ nhìn lén nha, chứ bây giờ em không có zoom cận được chứ mất công nó YouTube cả nhà nó quấn tụi em đó. Đó, cô ông lão này ở đây khoảng 30 năm nay rồi, ở tại căn miếu hoang này, căn trò hoang này 30 năm nay độc thân, và như chòm xóm là không có ai chơi, không có chơi với ai hết. Tại vì Dượng ấy ý là mình là rất là nhiều tiền, cổ lúc nào cũng rất là nhiều. Mọi người nghe leng keng không? Bà con bắt nghe leng keng không? Đấy đấy. Sau đây là màn răng cá. Mọi người xem màn răng cá của Dượng điêu rất là điêu luyện nhé. Nào. Hôm nay mọi ngày là ông cứ thịt gà với lại bắt cá, kỳ đà kỳ nhông. Cầm thế nào, cầm cá đây. Cắm gì vậy? Cắm này nè. Con sợ bị cắm đầu dưới. Thì cắm. Ủa cắm cho Dượng để Dượng giăng. Cắm sao giăng được. Đưa cho kia cắm. Bữa nay Dượng nhắm được mấy con vậy? Ừ. Dượng nhắm bắt được mấy con? Ăn dướng kìa. Hử? Dướng. Dượng ngon chứ sao vậy? Dượng có biết răng lưới không? Dượng có biết răng lưới không vậy? Là Dượng lại cứ vớ va vớ vẩn này. Sao Dượng răng kiểu gì này? Sao Dượng răng ngu thế? Rúi tung lung ra nè. Đấy. Đợi ra đây. Cô bác kêu tụi em giúp đỡ cho ông lão này, bây giờ không biết giúp đỡ kiểu cách nào đây. Mà cô bác cứ kêu tụi em châm chọc ổng. Bây giờ tụi em muốn giúp ổng mà ổng cứ đuổi tụi em ra, không có cho em tiếp cận lại cái tròi của ông, thì bây giờ phải làm sao? Dượng ăn ở chỗ này xong cái nước này thối hết Dượng. Ừ. Dượng nhắm đợt này là mấy con Dượng? Bắt được mấy con? Cũng nhiều ạ. Rồi Dượng. Cá dưới này có những cá gì Dượng? Cá như này hả? Cá sặc. Cá sặc hả? Cái vườn rôm ấy hả? Mấy cô ở xóm con cứ kêu cô Dượng vừa răng cá vừa hát, Dượng hát nghe một bài sơ sơ gì vậy? Hát mà. Ừ, bài gì cũng được. Ở trong căn tròi của Dượng có cái đàn ấy. Ừ. Dượng cũng đam mê đánh đàn này Dượng. Hôm trước Dượng đàn, giờ Dượng hát đàn rồi. Bây giờ Dượng đền ca tài tử. Cho các cô, các chị nghe bài được không? Nghe chiếu cả mau Dượng biết hát bài đó
sao cái cổ Dượng cứ kêu kêu reng reng ấy nhỉ? Nhớ bài nghe trước Cà Mau đi Dượng. Nghe trước Cà Mau. Úi, phải chân ngã bánh. Cô gái ngày xưa mà vẫn không thấy về. Úi giời, hay quá. Tiếp. Tuyệt vời quá. Tiếp 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 Dượng ơi. Còn nhớ lời không? Dượng quên quên bà lời. Dượng hát mà còn thẹn nữa, hát nhỏ quá. Thôi bài khác đi. Dượng hát bài nghe nói Cà Mau xa lắm đi Dượng. Nghe nói Cà Mau xa lắm ở cuối đường về bán đồ Việt Nam. Úi hay quá. Nhớ đây. Sao Dượng hát mà cái cổ Dượng nó cứ gân lên làm sao lên làm trước rồi. Giờ chỉ nói Dượng Dượng đang sướng hết cả nhà. Điên điên hả? Dượng mỗi từ lúc mà thư kỳ đi là Dượng cứ ngáo ngơ tưng tưng rồi. Ok, mày về đây gấp cho tao nha. Hai ngày nữa mà mày không về là mày coi chừng tao á.